Râu đó. Râu kìa, thấy râu không? Có râu luôn hả? Dạ. À, à, lại coi cái hai con luôn. Ê, coi chừng nhảy ra. Không đâu dễ vậy. Hai con đó. À. Cái râu này các bạn. Cái râu cái chèn. Lên chèn. Rồi bắt đi. Bắt đi. Không, cái đó họ cái tay nhẹ lên trên bắt cái đầu được đó. Tùng cắt tùng. Trời 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 trời. Ủa đây có một hàng nữa nè. Ở dọc á. Ở đây sao? Trời ơi, vô luôn chơi. Cá là như vô gốc cây không ta? Đây cũng gốc cây nè. Vậy đáng rồi có gốc cây nữa không Thần? Gốc gốc là chục con đó. Lên đây mọi người đây. Không, gãy không hả? Không thầy lại thôi, xin ra thầy. Ở dưới nè, ta đào lên dễ. Dạ, cho nó môi rồi. Môi thôi, môi từ từ cái. Lại cái đi, thảm ra đi rồi bắt hết rồi hang này đi, không qua bắt hang. Không phải qua hang này, không ơi. Đi nước cả thảm mình qua bắt hang này cái đi. Coi hình tép á. Ừ. Hang còn đau. Đã chạy cái hang đó đâu thảm được. Thảm lúc dưới nước mạnh quá trời. Cái này đào như đào chuột đi trời. Chung rồi nó nghe nè em. Bắt cá như bắt chuột vậy. Nhất rồi đấy. Không đổ thiện chút bữa ăn cá dê nó hiểu rồi đó. Đó nó nhảy lên đuôi lú luôn trời. Nhảy lên thẹt thẹt luôn kìa. Nãy giờ mình động quá rồi nó chạy á. Mấy mò cá không ơi, Phước An vô đụng nó dễ dớn đụng cá chỉ. Động nó em như gốc. Chạy vô. Không có quần rồi. Lenin, có quần còn không? Để coi cụ tử có thể chinh phục được con cá ở đây hay không? Để dưới xuồng đó chứ bạn. Không hay gì? Có. Trời ơi, đụng cái hang cái bụng gì nó tùm lum mấy nha. Nó, nó. Giữ cái nào không? Biết hang đâu giữ. Nổi rồi. Nói ngọn đây không? Lấy thọt không đi lấy. Thọt không được mà thọt gì. Sao bé mới được. Nghe quậy chồng thì ốc ốc chồng trời. Bỏ đâu lên đó nữa. Cái tay của tỏi đang móc dưới á. Này ngán thịt heo lắm rồi nha. Heo này không có mỡ đâu. Chừng không có da luôn. Lớn mổ đâu vậy? Nó làm ngéo quách thôi trong đây. Nghe gũi tỏi hò hò bẹt cái gì vậy? Mình như nãy giờ đấy thì để mấy gốc cây là có cá chơi luôn á. Không ai mò không được, khó mò. Ừ. Vậy nó mới ém, nó mới ở nhiều đó. Khi đông đông mình chặn này chứ mình đơn ăn á. Nên nó là đánh da một tiêu nè. Đây, hiện tại thì 800 anh em của anh em đang ở đây trên đường kính sơi cho nhau xem nha. Có mấy anh em vô không biết cứ không nghe điện thoại nhức đầu chết luôn. Dài ra luôn à? Ra rồi rồi. Chưa đụng. Chưa đụng nữa. Căng quá vậy. Em lên trên bạn nè. Lên rồi. Nó ngồi ỉ nắng đi nha.
từ gà chắc gà sát đẳng luôn rồi. Đây các bạn, cái ruộng là gì nè các bạn, cái ruộng không có chỗ ấy đó, mình cứ ngồi đại lâu lâu vậy là được đó. Đầm khâm ngon vạn là vậy nè các bạn. Rồi chưa? Đâu vậy? Chưa. Nào tốt lại mới lên mới rồi. Về miền Tây mới thấy cảnh này nha các bạn ơi. Yeah. Ngày bắt cá bắt vả của anh em, xíu anh em sẽ tận hưởng. Mới đụng lắm đúng không? Đang đụng nhám nhám. Chạy qua thì tỏi hay chạy qua đâu? Ông thọt cái tay sẵn như đó đi. Chừng ông thần hút hút bạc quá. Lạnh chứ cái vậy. Bấm nút đích. Ai hàng này nung gì nổi. Cái tay nhỏ xíu đây một con. Lội qua mày đó. Thì lội qua mà cái tay con nung vô không được. Lội dính nè. Dính nè. Nhỏ. Để tay à, học lại thầy. Ý. À. Chơi con thông báo chứ đừng thắng cái ẹt. Dính dính ra lóc ẹt. Hai lóc đùi nó chia tới ba ấy lần, ba chia. Đã không? Biết. Con mới môi hang à, hang nó sảm mà. Cá chạy bên kia thì nó chặn lại bên kia coi. Trung thượng chặn thọt lên bên kia. Ê, qua đây là cõi, chặn nó dưới. Có gàng nữa không? Đừng nói là cãi không chết luôn. Cõi sảm lại rồi. Tụi gà sảm qua, tụi gà qua hỗ trợ tụi gà đi. Dính nè. Xong. Rồi nghe chữ ơi, cái kéo dài cái là xong rồi đó. Dạ. Trời. Chết. Tiếp tục qua. Dở trên nó dở. Mát trời nha anh em. La làng quá mà. Nó chơi bự á. La quá. Trời ơi, ba nhảnh đủ má một nồi trong đây trời. Mắt nó nướng. Ô, cái chốt nó bự kìa. Các bạn. Dựng cái sườn luôn. Trời ơi, ai đổ nước đây mình lưng. Ủa, cái chốt. Hái được. Trời ơi. Hái xíu nè. Cái chốt đó hồi giờ ăn không á, chứ đừng nói. Chơi chê. Ây dạ. Ba nhảnh chốt nó. Nếu cái chốt với nếu cái sạch thôi, trừ cái chê, cái lót lại. Ai đổ nước đây chi. Đổ ra, đổ ra. Ôi trời 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 ơi. Đến đây đi đi hồi lắm mà. Ê, nè, chết nè. Lẹ 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 ông lấy đồ lẹ lên. Đây nè. Bên đây nè. Đây nè, đây nè. Ừ, chạy lên trên á. Đâu có. Không lên. Có mà, nó chạy lên đó đó. Còn rồi. Cái gì? Nó chạy hù hù còn vuông bên tay mà. Muốn nái muốn què vậy á, cãi lộn hoài. Cái này hang trên này nè, nó nổi ra. Thấy không? Nó hang đâu vậy, nó lên trên chứ không có hang. Phải không? Ây dạ. Chị đã lên trên rồi. Trắng. Phải không? Tiếp giờ. Lấy thả cái len lại. Kéo bằng cỏ này luôn rồi. Ừ. Ghê trời lực sĩ. Nhổ gạo gạo. Đưa 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 đưa. Trời chơi chơi chơi. Đúc đúc cái đùi heo vô đó. Bệnh lại đi để thôi chạy ra uổng. Lấy con bác sảm lại. Chứ lấy tay bệnh cho được. Để anh em tiếp tục phát hiện cá các bạn ơi. Chị. Đó, đó, gâu đó. Gâu kìa, thấy gâu không? Có gâu luôn hả? Dạ. Đâu. Đấy. À, lại coi cái. Hai con luôn.
quá rồi. Ê ê, coi chừng nhảy ra. Không đâu dễ vậy. Hai con đó. Không. Cái gầu này các bạn. Gầu cái chè. Lên chè. Rồi bắt đi. Bắt đi. Không, cái đó thọt cái tay nhẹ lên trên bắt cái đầu được đó. Trước nó khải rồi. Chắc quá. Lấy cái túi cá lên. Lấy túi cá lên. Này bỏ anh chảnh luôn đi. Dính này, dính này. Đây, à sáu này. Một nãy mấy con. Ôi cái chè bự. Một con nữa. Phan ăn. Kỹ nha. Vô mánh nè, vô mánh nè. Nó giặt ra. Cái đại không, cá xây khủng. Này cá xây khủng thiệt. Ê, nó chung chạy xuống rồi nấy, nấy. Chung chạy xuống rồi. Cá trong ngựa trên lú ra cái mỏ ra đã trời. Kéo này qua, tao nói xét cá lên nữa. Má lại luôn mới thánh. Cá đủ. Dính luôn hả? Dính nè. Ôi. Hai con hả? Cá cưng lên nó nghỉ chưa, nghỉ dưỡng. Rồi đủ rồi anh em luôn. Chưa đâu, đông lắm. Đông dằn quá. Đó, giờ mấy chiếc mũi anh em ơi. Quá sao quá vậy? Giờ tới mày. Tiếp tục các bạn ơi. Nãy giờ mấy nay cũng có dễ dở mấy cái lú nha, nhưng mà có chủ vô ở đây nha các bạn ơi. Mình đính chính luôn để nó công mấy kia nó mấy này nhỏ lú. Nó chủ luôn đó. Để khỏi nó công trả lời comment. Rặn lên nó nói chuyện mà nhức đầu với nó luôn. Nói chuyện đảo nổi à. Cỡ này mà không lẽ đi mà cá không đủ ăn hay sao? Đủ không? Rồi, ra đó hiểu rồi đó. Nó ở nó nằm theo mé nè, theo góc nè. Đứng ngoài thác nước nội ơi. Lũ lên đi từ từ ơi, cầm đá mày. Ơi, có gì vậy? À, cái đầu bự quá của tôi. Cái này Phước An em từ từ Phước An này. Anh em thấy sao rồi, chắc mình phải chưa? Đủ chưa? Đủ không? Ông nên là đủ rồi. Đủ rồi, lên đòi nướng cá. Nít thang này mò bên lên chạm á. Ủa cái chốt này sọc chứ ta. Chốt râu, chốt râu. Chốt chúa. Tỏi vô cái chốt mày về rút nhẹ nhẹ rồi của tỏi. Tỏi vô cái chốt của tỏi em dám bắt luôn rồi. Ngồi với cái chai đâm luôn hả? Bị cái chê gỡ 1-0 rồi kìa. Rồi treo giò luôn. Bắt vô đó rồi nó còn bị cá đâm. Đây cái đại hậu cần của bên mình nè các bạn. Bên trả lưới bên kỹ thuật. Nó mà chùi xịn đi hồi rửa sao. Rồi dạ. Rồi dạ sao. Dùng ướp ướp giò nữa à. Cái giò này có khô đâu. Khô rồi đó. Hết cái này. Nước cái này ấm đó hàng gì vậy? Vậy miền Tây mới thấy cảnh này nha các bạn. Chính nguyên thoại của mấy anh em. Thôi bẻ củi luôn cái tội. Trời 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 giỡn nên nên ngoài trời nên hẳn mặt chính cái trắng luôn á. Tay nó mỏi ấy hay lắm. Tay luôn rồi. Chính tay luôn. À chừng nó phải gỡ nha ông nội. Móc vô cái miệng nó nha. Nó chứ làm gì không biết được phải không. Móc vô cái miệng đó. Móc mang. Bẻ cổ. Giỡn với Lenin hả? Giỡn với Lenin hả? Cái bỏ đối. Đây, dân nhà xin rồi đó nha các bạn ơi.
Đây, ông Hoàng dính gì kìa. Tới, tới, tới. Từ từ, những cái chê đó. Lặn từ từ quá nè, ra sát. Đi coi anh Hoàng, anh Tư Gà dính cái gì nha. Đừng, đừng, đừng. Ông kéo qua chốt rồi, ông kéo qua chốt rồi. Biết rồi. Cái đó đụng rồi, đừng. Ây da. Kéo ba gai ra về. Kéo gà dữ lắm. Bỏ luôn rồi. Hết chém rồi. Ờ, làm gì vậy, xay 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 chống. Chém, chém, cản 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 cho. Vợ đào mình nó chém lưu cho. Dễ gì ăn nó nổi. Cười cái hả trời. Ừ. Nè nò đó, bữa nay nò đó, cười đó. Ừ. Tát cái đầu cái nè. Bung rồi. Bang. Tục hành trình các bạn ơi, chút xíu mấy anh em sẽ nướng cá các bạn xem tiếp nha. Ờ đi, ngày trước có đó. Cá không có ai bay nắng rồi. Hai, xin chào cả nhà nha. À, vừa qua thì mấy anh em cũng đã cực khổ rồi. Giờ khổ thêm tập tiếp theo. Wow, nướng nướng cá các bạn ơi. Này hành quân giả ngoại nha. Trời trời. Ê. Ờ con này bán à. Da con thầy này đủ hết ngựa lại kiếm chuyện với người ta không mà. Bữa nay mấy anh em cũng trúng được mớ cá rồi, hy vọng ở nhà mình xem cái vui vẻ nha. Tới cái lóc. Với tầm tay vô rồi bự tầm tay em phớt tướng cái này mà cái tầm tay không bằng nó biết cái lớp bự tầm tay ghê không đó gặp gì đâu gặp thánh thần trời ơi đâu có phi có hết nữa trời à chết chứ mày rồi hồi có này đó hồi có này đó hôm nào dành nha đứng chập này ủa bỏ hết này lại đi đang có hết rồi mà là được ăn chung bự vậy trời lại đi đập nướng đi hết trơn là thấy vậy đó đông lắm nha à, cái lóc mặt đã tài thiệt trời rắn hoài tao sợ mà rắn hoài ủ rắn lên chợ bữa nay ông này bắt rắn bắt lại ngay ơi bắt cái chơi trên ruộng các bạn ơi nhớ là chết hết bao gà bao lúa rồi đó cái đâu rồi đây bây giờ nhậu xuân xuân nhiêu đây các bạn ơi bữa nay thì cũng có chủ lú cũng xin được mấy ngớt như rắn đó em chuyện lắc 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 lên cho bia nó lạnh mãi để cho mình nha không có mình lắc luôn lắc lắc nó mới màu lạnh không trời ơi cái lóc con nên cầm kìa biết con cái lóc cái nào nè các bạn trời ơi xỏ chi gì đủ mà xỏ cho hư đi à cái lóc mở lại rồi chạy theo tay trời chạy theo tay luôn này gặp tôi nãy nè tôi gì cầm không nổi vụ cái này tay nhỏ nhỏ cầm bay liền móc mang thôi cho em chuyện luôn cái này quá à, các bạn tới luôn các bạn cái bụng quá trời kìa quá quá ôi lú luôn rồi lú luôn rồi u hai cho phi nó tính độ nó bèo bèo nó 20 nữa thôi ba ba hết nữa hai cái cho phi 15.000 à ba ơi nói chung nó tới đã cái đít thì nhỏ xíu à hơi hơi nó teo mất tiêu cái đít luôn nó kêu bằng thơm mông hả
Thôi mất tiêu cái đít luôn rồi la làng nha. Đít đã nhỏ còn lại hơn. Đó bày cò trên đó kìa. Không biết có ai nữa. Thân. Bày cò kìa ông Thân. Nè. Kìa bày cò nè. Rất nhiều cá đẹp bệnh luôn. Nổ. 500 anh em các bạn ơi. Trời ơi, ăn lương luôn kìa. Trời ơi, nó ăn con lương á. Chín đó, chín lương. Nướng con lương luôn. Hàng gì em cá đó, con rắn mập thù lù. Nướng luôn, ăn luôn luôn. Lên phụ để dưới hồi ăn hai kép luôn. Đây ra đồng nướng cá, vượt tay cá nè, thằng. Ăn lưới chín luôn, cá nó chín luôn kìa. Rồi tới nái luôn các bạn ơi. Thèm. Bữa nay đội quân mình chào khán giả cái ạ. Yeah. Quá. Chúc cả nhà mình xem buổi bắt cá giang giả của mình em vui vẻ nha cả nhà ơi. Tổng mà tổng. Tổng, tổng luôn siêu thoát luôn à. Này nhờ chúng mấy cái gốc cây, có gốc cây là bệnh luôn rồi. Mấy cái sạc thấy mũ nổi. Mọi vô con mà hai con nó trường lên trển nó nằm trển. Đó, vô cặp lốc nhất là thấy phản không mình chứ người nào chạy kèm lên có chê nữa hả? Chứng ngoại. Chứng ngoại. Tính ra hai. Đó thật bự lụm cái ha. Sao chê. Cỏ đậu bảnh này nguyên hàng trắng tươi rồi. Giờ mấy anh em sẽ nướng cá các bạn xem tức vô nha. Cái chưa phải thấy gắn khác không nổi. Gắn khác rồi kìa. Gắn khác rồi kìa. Gắn khác không ơi. Gắn á. Ở chèo chèo luôn. Chịt bớt. Có miếng tên nhưng mà hỏi mấy cô tội. À lấy nắp thùng xiến kìa. Nướng trong cái thùng khá chả luôn. Lấy cái xuồng lên ta để nãy giờ ông thầy ông xỏ không là nửa tiếng đồng hồ chưa rồi hết cá đó các bạn, cá nhiều quá nhiều, xỏ cái sạch luôn nha thầy ơi. Thôi mày xỏ rồi mày ăn đi, tao tao xỏ cho. Thì nói chung là vậy là quý rồi nha các bạn ơi. Người rồi sạch sẽ quá cũng không biết đường nào sạch. Này các bạn ăn dơ sống dài rồi các bạn. Dơ sống dài, ở dơ sống dài. Đây nè, vậy là cạo nói được rồi, sạch quá ăn mau chết lắm sống không dài đâu. Để vậy rồi. Là quá. Cái tỏi gắn cạo sạch quá. Bởi vì nãy hôm nay nó chê muối ớt ít quá. Không đủ ăn tâm thêm liền vô tụng dòng bài liền hết chết trơn rồi không còn đập nữa thầy. Ông thầy này phái gõ mỏ ấy à. Kể đi chồng nó nấu nằm ngoài không nó nhỏ dễ chờ cho vài cái nút cho ăn nha. Tới tiền quá yêu ơi cho nó biết anh chứ làm gì kỳ lắm á, đau bụng lắm á. Anh vợ này hồi quýnh khỏi đi đám nói luôn. Anh vợ chứ anh vợ thôi vô nhà đó. Ừ. Để mang ớt qua Phước An. Thôi kìa Phước An. Để mang ớt để sao thử qua anh Hoàng em kìa.
ở bên đây nè, ở mép này nè. Thấy mấy con đắt xuống trước á. Trời ơi, cháy luôn. Bậy rồi đó. Nó bị quýnh luôn á. Đổ má coi xuống nhau đè trắng nước ông thầy nè. Ăn gắn đó cái đè trắng nước ông thầy nè. Rồi cái ếch đồ. Phải lấy gắn này mà thấy. Phải gắn rồi cầm gắn trời. Rồi. Nè các bạn, nướng két xong cái mình cạo ra vậy nè các bạn thấy không? Đâu có gì đâu dơ, có nhiều người nói, dơ, dơ, ung thư. Đồng ruộng mà, vậy nó mới ngon. Ăn gì cũng đòi là bệnh ung thư. Bằng á ông thầy ơi. Chết nghỉ ăn. Ung thư hơn mà. Chỗ gốc tràm đó ừ. Ếch ung thư ăn sạch đó, ung thư chết luôn. Mà chưa được ung thư nữa, chết trước ung thư rồi nè. Ừ. Tại sao vậy, không ăn được chết. Gắn đạp gắn. Trời ơi trời. Ướt nước ngoại. Chính là má đây chính rồi đó. Là con ở đây. Rất nhiều lớn rồi. Đó, đó, đó. Để cái lóc kia bên mép ngoài luôn đi cho nó đẹp đẹp á coi. Để đại mép ngoài bên đó đại. Ừ. Trời ơi trời như chết nữa kìa. Bởi vì Lenin tụng cho mấy bài nữa còn chưa thấm thía gì nói đó coi khủng các bạn hàng ừ. Khủng đó kia đó đây à ừ. Đó đẹp hai con hai đầu luôn à, hai đầu nồi nhớ đẹp đầu luôn có em chuyện chưa nhà mình khấy khấy gì chưa chị ơi ông đâm thẳng vô đi họ thuốc bằng cái cán viên cán giá cán lèn trời cái trời trời còn nóng ghê ơi khổ thiệt chứ cái không đấy để đi để ngoài trước đi cho mấy ngày xong hả ta để cái bít lò luôn cái nhất cái nhất này còn cá tiền không các bạn cá nóc nhỏ ra ngoài còn này lại đi nó phải chín này. Chưa chưa còn máu nhiều ừ cô đâu cái càng đâu chín rồi què cũ ai kêu vô anh gì vậy chút xíu là có ăn rồi nha các bạn ơi đợi xíu nha ê ăn vòng đây luôn nè vừa ăn vừa ấy luôn vừa ăn vừa coi luôn đây nè đại đây đi đây nè đại đây đi đại đi vừa phát ra ấy à đâu có chặn chảy mẹ gì đâu xong rồi lại ăn được mấy cái gạch kìa phải vô đi vòng cái nhà mình xem clip vui vẻ nha cả nhà ơi hết này có chữa rồi cũng bự rồi lọp đi bỏ vô cái kia cho lạnh lắc xe cạp mẹ đi mắc cỡ gì nữa nhà ở nhà có em vợ làm bên nha khoa sợ gì nó cạp đi tới tiền sánh thần đang lọc dừa các bạn ơi gần có vợ giỏi lắm đó. Đây ông thầy cũng ông thầy đâu phải được mấy cái chuối gì ông thầy đắng hay trời đây thầy làm nước mắm hết siêu cay gắn kìa ta chấm thử nước mắm rồi coi im không thử coi chết luôn à
tới ếch luôn. Ếch nướng các bạn, ếch nướng mồi. Ếch nướng mồi. Con kia gì dữ vậy trời. Trời lòng tông với nguyên con cá chốt trọng luôn quá. Nè. Nguyên con cua. Nguyên cua luôn hả? Nè móc ra rồi nè. Lụm thụm ăn đã lắm. Ồ một đống luôn. Ồ đống cua luôn kìa, ăn bám con luôn kìa. Dữ vậy? 1 2 3 4 5 con cua. Ồ chợ hết ăn 5 cua con luôn. Chợ đi. Mày chết cũng vừa rồi. Cái này gì, bao nhiêu cua trong này dữ vậy? Này chắc có 100. Sương sương đây mới đây nhiêu đây nè các bạn ơi, còn nữa nha các bạn. Bữa nay cá sỏ kèn bát các bạn. Nặng mà chặt thỉnh. nghe trong trình khiếp đó. Thỉnh trống. Rồi lỗi này nè nướng mới ngon nè. Ủa gì vậy là còn chập ăn cơm nữa của tội. Không phải mâm chiều nữa. nhà tao đã hai mâm thôi chứ. Muối mì á thôi. Nhức nách. Không bắt được mấy con à. Thầy đang là chết đi rồi. Chết cũng ăn được miếng nè. Rồi được rồi. 23-21 à. Chốt thịt không á chứ bộ. Không. Béo quá vậy. Thịt không à. Đây. Lagu hân hạnh tài trợ chương trình này. Rồi này nhậu sương sương đang hồi còn giá dài nữa nghe các bạn ơi, không dám nhậu xịn. Cắt tùng cắt tùng. Trời cả nhân không đậu lên. Xa. Rồi bia đi Lenin. Bia. Anh gọi luôn đi. Rồi chờ các bạn tẩu anh em ơi. Dông. Bia. Để cũ. Đây về miền Tây các bạn. Quá. Dòng sát vô thần luôn các bạn. Làm sát vô thần luôn đi. Phước hợp quan sát luôn. Học sát vô luôn học. Rồi ông nên sát vô luôn. Sát rồi. Bản còn kìa. Ông nên ngồi sát vô học luôn nên. Binh. Ờ đó. Mấy nãy bàn hết rồi ta. Mấy thằng con nghe. Rồi mời cả nhà cùng Thắng Đức dùng mấy em nghe qua mạnh nhỏ nha. Ba, vô. Mời cả nhà ăn cá nướng với bia. Cá nướng với bia. Cá nướng bia hả? Cá nướng bia. Vô cả nhà. Đây hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ là chính nha cả nhà. Khè quá. Đây cá mò xíu là đủ ăn các bạn. Gạo là phải vậy. Cá là phải vậy nè. Wow, của tôi đẩy được hết. Người cầm con. Còn bẻ rồi nữa. Cá chốt quá, cá chốt quá. Cá lóc cầm mệt à, quằn tay à. Mới cầm lực sĩ luôn á. Không gì, gắn à. Gắn. Để ruột luôn, hổng thằng Long ăn ruột có cỏ luôn mà. Cái cá lóc nhỏ mình phải làm chặt. Nè người ta trái luôn hả ông thầy? Ở đâu? Ta trái nữa. Nè người ta trái luôn rồi. Ai thỉnh đó rồi. Cái gì? Kìa, đây nè, nó nằm đây nè. Mày là nhà ăn gắn nướng nha. Đù làm dấu mắt tiêu đuôi luôn trời. Đù. Cái cá này sao kì. Hả? Cái gì? Cái đấy, sao đó. Đó, lại cà phê.
Ê, cháy vô leo rồi. Nó sắc ra đó. Vô cái nữa đi. Vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Ủa này bữa nay gió mát quá các bạn ơi. Cái này chắc cỡ 1 giờ quá ta, không tới. 12 chưa. Quá trời mát. Cái vậy. Về miền Tây mới thấy cảnh này nha các bạn. Béo. Ăn rau như heo ăn cỏ vậy các bạn. Đó, ăn quá ăn vậy á. Tém luôn á. Có mỏ cả. À, cái mỏ thì nhỏ. Chẹm mà cho 2-3 cọng cỏ. Ủa 2-3 cọng rau hai bên. Cô gái tóc tém. Ủa nãy này có rửa không rau? Có. Trời ơi. Có. Củ tỏi xả đừng đó không đó nghe. Ăn rồi sao ổ cái ngáy. Nó hôi này tới ăn chuột. Chà, à, tới cái cuốn luôn trời. Cái ăn cho đủ 50kg. Tới còn 40-mấy kg các bạn ơi. Ôi trời. Cái gì mất bớt dữ dữ vô nữa không nên. Ở đây có đỉnh, con đỉnh gọi chấm luôn rồi. Rồi qua nè. Trời ơi, tới hôm tư rồi. Gói về mà. Vậy. Gói giùm nữa hả? Ờ. Gói lần nữa con rồi, nó lâu rồi gói lần khó. Vậy. Chào. Thôi dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi. Đây bữa nay không có bún, không có gói rau vậy chứ bây giờ cá gói rau. Gói rau có cá. Đây, rồi, cảm ơn anh Tư Lầy nha các bạn ơi. Tới rồi các bạn ơi. Vô. Vô 1, 2, 3, vô. Đi ngay gắn vô rồi. Mời cả nhà nghe nha. Đổ qua bên. Ngon. Cảm giác nó đã. Éo. Ăn ở ngoài này, ngoài đồng nó ngon hơn ở nhà. Ừ. Để đi. Chụp cái nhà mình xem clip trên kênh cái năm TV vui vẻ nha. Ừ. Lâu quá ngon. Vô không được. Di biết bắt hôm qua tôi Di rồi Duyên bắt nhau vậy. Chiên còn một con khỉ gì đâu được, mấy cái gô mấy cái sạc lại. Ờ, ngon quá các bạn. Mà chừng 1kg ngoài tép đem về chiên à. Anh Hoàng anh sợ gặp mấy cần độ chân lại các bạn. Nó biết bắt rồi. Trời không kịp. Kịp thiệt á. Cay mà ngon á. Chủ yếu kiếm nhậu chơi. Xuống coi mai đổ lúa mày đó rồi ai kia. Ngon các bạn. Cho luôn. Sao không thật. Em. Hôm nay sử dụng được hai tay luôn á chạy. Từ hồi bị phá giữa công rồi ra tới hai môn giữa công luôn. Hai người ngồi ở bánh kẹp kẹp cái tay người tay kẹp kẹp lại không được. Chơi hai tay mà sao cặp kè mạnh mạnh anh em ơi, quá rồi nè. Chút chứ ngắn không ông phúc lên ngắn chun. Mời ở nhà ăn rắn nha, anh em ăn chín uống sôi nha. Với gan nó tiêu rồi. Mày thấy khác luôn. Khác rồi. Chào bạn. Còn anh ấy. Có đời nào, có đời nào mấy anh vợ cho mấy em vợ cái đùi vô trời. Vô. 1, 2, 3, vô. Má, tới chậm vậy. Nói vậy đó còn không biết chấm dùm hay này kia nữa. Trời ơi, tú có mắt tiêu còn xương lòi luôn. Trời ơi, tú tội với kỹ nghe mấy ngón tay nha. Để quên tưởng cái đời hết tốt nha, cái còn xương luôn chết. Đuổi hết. Không phải. Không phải. Thôi đừng. Kìa đó, kìa tưởng đâu đường đó. Hết ông nút tay nhớ, hết đường khúc. Âm thần có một khúc đó kìa. Nè, ông nút qua bên của tỏi nè, ăn khúc nữa nè. Ừ. Nhà của tỏi giật ra kịp. Ngủ chung của tỏi ngủ quên.
Nằm mơ. Nằm vú. Ngậm liền. Bây giờ chút em vô muốn uống kem là có không nè. Cái này không có là đăng Facebook đó. Bình thường. Thường. Cái gì mà hù dữ vậy? Mời cả nhà nghe cả nhà ơi. Đám mà gặp vợ ta. Chắc chân nặng vô miếng. Hả đi cho con cuốn à. Đâu tính gói là đủ lỗ rau cho người ăn nè. Ngon quá. Ông ăn gì đó nó ngon hơn trong nhà. Xin miếng chuối. Ông thầy cũng hay ăn cắp chuối đâu không biết nữa hay thiệt chứ. Có cả ông nói đi ăn hết nè, không hết thì cũng bỏ. Đúng mà dưa leo. Trong lá bia trời. Còn canh này. Thôi cầm miếng dưa leo đi. Cầm riêng miếng dưa leo đi. Ăn luôn rồi cầm này. Hết trơn á, đợi đi. Ngon quá bạn ơi. Nè nè. Tính gói miếng dưa leo vô nữa. Thấy ông tém tém vô tưởng là tém với ớt vô luôn các bạn. Vô. Có đâu ớt mà tém. 2, 3, vô. Wow. Tiếp tục uống thứ 8 này các bạn. Nó ngon vậy. Cay quá cay à. Gì cay? Lên luôn. Nè 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 cầm. Giờ nãy nói chuyện nha các bạn. Ăn không còn lâu uống. Nè. Thằng này không chăm sóc vô không? Nhớ bò không nha. Lú gọng rau ra mà, lú ra mà. À, để bán thầy mà đâu có sao đâu. Rồi cảm ơn em Học nha, gói cho mình một cái gói thứ 9 các bạn. Không? Cay quá trời ông thầy ơi. Xôi. Để cá tăng chưa? Chưa. Để cho nè. Đó nè. Da như cắt. À. Không biết người chị. Cắm này nè. Chúng đâu đi không? Anh em gom xương lại để em đi nấu cháo gì đó nha. Xương không á. Đồ đồ đồ. Ui trời, khui vô cái ơi, cái đá ấy. Ui là cá. Có ớt không nội? À. Nó vừa cay, nó vừa đắng. Phải khác. Đắng cay. Vô vô vô. Ui ăn lại. Vô. 1, 1 2 3 vô. Ăn. Vậy. Lô 1 vậy hả? Đấy. Trời. Chị thăm vớn cái vậy? Hả? Chị thăm vớn vậy? Đổ đi chuột. Có gì quốc đi. Không gỡ có đỏ. Sáng mới đỏ. Uống lon đi mày. Không đấy. Sáng mới đỏ cái mày đâu đỏ. Uống đỏ thôi uống gì. Làm gì nữa đâu mà. Đỏ cái vụ gà kìa ông nội ơi. Đỏ hết rồi rồi. Nó từ gà làm cái cung kinh luôn vậy. Mới quýnh lại nên nó từ gà. Hay thiệt chứ. Mới tán lên cái bộp đó. Nó từ gà lên nè. Tôi giận tôi nói khóc la vậy. Cái gì cả chốt à. Ăn không lại của tối rồi. Của không? Chào các bạn, đây là con cá chốt. Của cá chốt. Của không? Chưa ba, chưa ba. Ủa cái đầu còn. Ba. Tài quá. Rồi đây nè, đây nè. Cái lắc chấm này à. Cái gì ăn nấu ăn được chết gì rồi nên nên làm cái mặt dữ dát luôn trời tài quá coi một kỹ thôi thiệt chứ sợ dữ ghê nên nát luôn à. Cái miếng trong này nè mới ngon gì cái ruột gì dục đó hả à? Á đù xé đã dục trời dục ruột trời anh đâu có biết ăn ruột em dục có chỗ này để đạp chết à để làm cuối tối ngồi nín thinh không nói chuyện thế nào đi thôi bây giờ tay nó em hỏi theo hả ta hả mấy giờ trong vụ đâu lưng ra hàng nó hỏi mấy giờ ai gọi ở đây chửi chết anh trai nãy ta gọi trên bờ đó mà anh Khải nó đùa xuống hết trơn rồi đó có không lúc trước trong này đừng dục cái ruột. Wow. Cái này gặp đánh đánh khóc luôn rồi. Cài quá các bạn. Ăn cà chê đi. Bây giờ
Được rồi. Để cá cùng mấy anh em luôn nè. 1, 2, 3, vô. Chúc mừng nha. Chúc mừng bữa nay lên lên tay lạnh. Chè em ăn chưa? Chè em từ từ rớt lụm á. Chè tụi ăn ăn gì nè. Đã nóng lắm á. Không nóng đâu. Nóng rồi. Còn cá nhóc nóng. Nó hơi đắng. Ừ. À, chấm lại, hai ông chấm rồi cộng rồi. À, vô nè. Vô. Rồi cái đầu ở đuôi à em à. Ham. Ở đâu mình mở mình lấy cảnh ra. Cá nhóc chưa nó lấy nó lóc lên rồi chấm. Thôi, con miếng cá chè đó. Bé cục. Ừ. Ở giữ vậy đó. Chấm đi. Đậu miếng nước cạnh còn nữa hả? Tội không? Tội. Chanh còn nhóc nè, bám trái nè. Quýt cũng nè. Mời cả nhà cá chê nướng nha cả nhà. Đó, chả nè. Tụi bên này cô cũng ăn nữa. Sụp mỡ luôn. Ăn được rồi, được rồi. Đủ. Hả? Đây. Nó gói rồi, không ăn. Tính hủi của miếng cá cái thù rồi, cái da đất luôn. Ừ. Buồn thiệt. Này coi ôm mày học ơi. Vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Cái đó là sai của Lê Dương Bảo Lâm mới ăn được hả? Không, tại nãy em buông ra nó nhả rồi hả? Ở đâu tại, đúng rồi. Bị bọng giống con em. Nó nằm mấy ký à. Vậy thì bánh tráng rồi, bánh tráng bánh nào đó. Chưa. Đây, nghỉ luôn nè. Cái gói đầu đời. Không ăn không, chưa không? Cái gói luôn. Nè. Chưa. Vô làm đi quá. Cái gì? Ừ. Lòng, để bông kế. Bấm lên đấy. Giờ cá chết bánh đâu có ăn với học. Ra, có ăn được rồi. Trời ơi. Dù, để còn sống cái đó. Má còn sống, ăn tới đó còn sống. Có đập có nó má. Ê, đúng rồi, có ngon. Đập nó máu sống gì? Máu á. Rồi, chín rồi, chín rồi. Đập quá trời đập. Đó, nó lâu quá, chảy nó đẩy, còn đổ bẹp lên bẹp bẹp nữa. Nó cay mà ngon. Ở đâu, làm lạnh ngồi thôi cũng cung nha. Cung gì đâu. Cũng giống cung rồi nha. Là cũng chết luôn. Bây giờ nghe tiếng chẹp chẹp không mà không nghe tiếng gì vậy các bạn. Nghe chưa? Nghe chép 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 à. Chép bóc chép bóc. Ăn thôi đi rồi nó chị sao. Cái chè nút nó làm bóc bóc. Bằng đêm á, bằng đêm ra ruộng mấy cái chè nó nút chóc 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 chóc. Lương á. Cái chè. Đây cũng vậy nè, đang nút chóc chóc nè. Vô, vô đây. Vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Mà cái nè. Cái đắng ruột tình quá. Đạp đi rồi tới ruột cái người ta lặn ra. Nó ừ. Đừng đánh gì chứ. Hả? Nhớ bên biển đỉnh. Sống đi. Để chở mấy thằng giáo chắc về. Chắc ở dưới chưa chín. Đứng lại, ơi, gà máu. Đứng lại, đứng lại nữa, đứng lại nữa. Đập quá thì đập mà. Đứng lại, sơ lại cho nó khô đó là mới được. Để đẳng đi, đừng kéo nữa. Ừ, thử rồi. Ôi, sống. Ừ, ngó trong. Nè, đem con này luôn. Không, tôi ăn khúc đuôi cũng nhận như ý à. À, cái chốt rồi. Con nào nhớ ghi tâm nha, đồ ăn cho hết nha. Học dốt ăn cá chốt. Không. Ôi. Hai. Chưa khoái lắm nè. Gặp chưa gặp là ngày đó, ngày khoái lắm. Ngày gặp cá này xong rồi. Vô. 1, 2, 3, vô. Này, giờ con đâu thấy cảnh này các bạn. Bữa nay mưa nữa rồi. Ra đồng chân tiệm. Mới đi gặp mấy con dái. Em nói năm nay em cứ vợ là mưa. Chạy đổ đường nào cũng mưa đây mà đi mới mà. Mà tôi cũng vợ lắm rồi. Quá kẹt nha, đỏ. Kẹt nữa.
Ta cầm nguyên cái đuôi nó ta chấm luôn em ơi, ông xé chi nữa. Cầm cái khúc đi. Cầm đây. Quá chín luôn trời. Chín rồi, cái chơi trắng tươi vậy còn gì nữa. Chín trắng mà phải chơi vàng đâu mềm. Vô cái cho xuống. Nè. Cho mắc cỡ người ta mình quay. Cỡ cái gì? Giờ chưa xuống lon nữa. Quay dừng bả câu nữa đó, phanh cứng nữa đó. Trời ơi, tôi ghê coi. Không còn cái giọng giọng tâm cao nữa. Này là dạng giải trí nha các bạn ơi. Giải trí mà không mau đừ. Cái đùi không ăn luôn phải không? Mẹ mẹ đặt lái. Đổi. Không ăn đổi. Chết. Già rồi cho cái chi trắng chết. Dân giả hả? À để mấy anh em rượu, mấy anh em không tốt nữa, cái lóc nè. Vô đi. Vô. Cái xương này dạ, rồi. Cái vô, vô mặt luôn. Rồi, còn bên má rỡ chưa hết. Không ăn là quýnh lộn luôn á. Rồi, không ăn. Không ăn. Lấy cái ruột đó, lấy lên bà gói lại lẫn nướng lại. Ủa. Ruột gì? Chính không? Đất sinh, đất sinh. Chính mà. Chính mại hay đâu. Chơi ngang. Vô. 1 2 3 vô. Vô. Bây giờ đừng nói dơ hôm dơ nữa. Uống ngứa hay ngứa thôi. Ăn nữa thì vô hả? Hết nổi. Lạnh quá. Lạnh tao lại có lò lửa kìa. Lạnh lại lò lửa kìa, không lại không lại đi bốn trang này của tỏi, của tỏi cũng có ấm đâu. Ngay đâu gấp cây ấy nữa. Chứ lại có thụ rồi với gì, như chú tư gà kìa. Ngồi dưới kính hả? Em lại góc trà mà. Vô. Vô rồi hả? Đó vô rồi nó vậy. Vậy trời. Mang quá. Ừ cá chân. Hãy đem chụp vô nữa. Đem lửa nướng lại đây. Ớt ngồi mẹ ơi. Ớt ghẻ lắm không? Để quá trời ghẻ mà, ớt ghẻ mà. Ớt con nội để lại. Để nó thối cũng vậy à. Tôi lạnh rồi, cái gì đủ cái gì chiều mà chạy vợ thì chửi. Ờ, trước đi đó. Bà số còn giữ hơn bên này. Cô tỏi ăn hết rồi còn chờ cái trứng gì của tỏi. Anh ớt cù kia. Ớt cù hả? Có danh gói nè. Học nó, nãy nó nói tôi không có gì đâu nội ơi. Xà bó ớt. Xà bó ớt. Xà bó ớt. Không xà nhá ớt. Ớt ăn cái này nữa mà còn xà nhá ớt. Đó vậy đó. Nãy nó gói cho tôi biết nhiêu cuốn có bị gì đâu. Chơi này. Chơi nhỏ lòng tốt mà chơi cái này chết rồi nghỉ. 1 2 3 vô. Trời trái dừa có một tay xình không? Cà la me này xình quá trời. Ấy đồ hết ta. Cái kỳ vậy? Tôi nghĩ anh em gì ăn đi được. Ăn đi được. Xấu với anh em ăn đủ mà ăn mặn mặn chấm đi trời. Ăn đi. Không ăn mỹ. Giờ một mét vô. Ăn không ăn chết hay sao? Gói nó luôn. Tôi có biết gì đâu mà tôi cho anh không cho. Cái cửa đợi. Cá lóc của mày. Một mét vuông 6 thằng nữa không? Như thông đồ này. Mình chờ đợi đói các bạn ơi. Nước mà đánh gà. Mà lấy nước đỏ lại. Đó. Thịt cá rớt lùm lum hết. Ê, cái này của em rớt nãy. Hết rồi. À, còn nước không nội? Kỳ vậy, trái dừa này kỳ vậy. Chết luôn. Tới cái ai bạn kìa nó gõ vô đó là nó bậy giá rồi. Lấy cái giá lại đập. Cô tỏi đập lấy cảnh của tỏi rồi. Hết chưa? Mình nợ vô cái ông thần á. Bậy rồi hơi hình đó. Vô. Vô. Ông nghe rồi, cái tay lỡ sưng. Đập cho bậy. Nữa nữa. Đưa em mình nên là đập. Ủa là đập vô lúc trà mình đưa đi. Đó giá cầm bên đó. Thôi ngày cứ nghĩ anh em xấu không xung quanh toàn là xấu. Gì nữa? Mét vuông 6 thằng ở chợ. Ha. Gói cho ăn con chê. Ba ngày. Hả? Mình hỏi em. Thôi cũng hình đó. Thôi quá. Tại mùa này mùa kia không? Cũng như mùa thịt non. Mời mới các bạn ơi. Mời mới. Món này món cuối nha. Cán miệng. Mới xài ha. Bái bụi. Nè có đẩy rau câu dừa. Trời
Cái hiệp luôn. Có hai cọng dây, hết hồn hai cọng dây không? Chắc cái quần nó cũng tới nè. Ủa, bộ có nuôi cá chê vậy? Trong trong con cá chê. Lội đậu cá chê ra. Bà Khải đó, bà Khải ơi. Nữa. Bậy không à. Nè, nặng không? Thầy này ăn uống gì mà té đạch hoài các bạn ơi. Đó, tao gọi nặng, muốn cạn. Ở Mỹ cá chê đâm làm như bị xì lên một, ra ra hơi hoài luôn ha. Ngồi đạch hai ba phát liền vậy. Chị nhậm đi vô phế mới nhảo phiêu thôi. Mọi người lên nên sức việc. Ủa ai kia mà đi? Em chọc tôi. Rồi sao mà vụ đó chừng nào tôi tiến tới nè, đã biết được rồi, ta đụng rồi cái ca bỏ vô chứ nhảy về bỏ đó luôn. Thôi giờ mấy anh em vô cái kết thúc clip nè, hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. 1, 2, 3 vô. Like và chia sẻ để ủng hộ mấy anh em nha cả nhà. Bye bye.